Yeah, this is my building. This is the wood. It's brand new. Mới tinh. Mới tinh nè. Dưới từ từ cái wood từ nó mới bay màu thôi. Mà mới gỗ trồ gỗ đẹp thế thôi. Ai, bây giờ nó đâu có. Okay, we're here now, 901. I mean... Skywalk, okay. The Skywalk? This is right here. Here. Right here. Right. Okay, we need to hold a U-turn. But the map here doesn't show where to get to it. Okay, I think I have to get a U-turn. It's down there. Đảo ở đây nó kìa bằng Vancouver Island. Và xong rồi nó bắt đầu nó chia ra từ từ. Chia ra Victoria, yeah, Nanaimo, Duncan, Couchwan gì. Xong rồi Thủ Phi rồi. Nhiều tỉnh lắm ở đây. Ở đảo gì nữa, Campbell River nữa. Mill Bay nữa. Nhiều lắm. Mà ở trong đảo đây kia là Vancouver Island. Bự lắm, trời trời. Nãy giờ muốn tìm cái chỗ đạt lượng rồi bây giờ. Giờ mình đang đi trên đảo. Giờ đang kiếm chỗ đi tới Skywalk. Map nó không show. Tourist attraction, yeah. Mà là hát Skywalk đúng không? Yeah. Bạn ở đó. Bạn ở open là 10 giờ. That's why we be here early. Yeah. That's why you need to, you know, like. Các bạn bên tay trái. Yeah, GPS doesn't show. It's no turn either. You need to pay attention. Khó vô. Tại chỗ đó không cho quẹo bên trái, opposite direction vậy đó. Ngược đường á. Ừ. Không có cho quẹo quẹo trái. GPS nó tới rồi. Mà không cho quẹo. Không có vô được. There's a drop. So phải U-turn. Mất hết 5 phút. Mấy lượt xăng. Xăng đây mắc luôn. Nhiều. Đảo đồng 60 sen. Tỉnh của mình nó kia sao có con đồng 20 sen. Thôi mình vô đầy hết. Yeah, you know what, we come in early and then we have a parking. Parking for breakfast. Yes. Oh, có xe vô rồi đó. Parking. Oh, free pop vậy là chứ. Sáng sớm chưa mở cửa con ta vô rồi. Ok, giúp mình mua giấy chứ. Mua xong rồi ok. Ở bên kia đó. Oh, ok. Lấy 30 cái áo da phơi nữa luôn. Rồi, bây giờ mình đậu xe xong mình đi mua vé. Thì xong rồi mình ăn chút xíu đồ ăn sáng. Yeah. Ăn xong rồi bây giờ đi Malahat Skywalk qua bên đây cho chồng bông đẹp
mà cũng không có nhiều, không ai chăm sóc bông hết, không có cho chó mèo đi theo ha. Đó, hồi nãy mình tới có mấy xe hả, người ta ào ào người ta tới nhiều ghê luôn nha. Khách hàng đi mua vé dùng. Cái vé là vé người lớn nha các bạn, 18 tuổi tới 64 tuổi là 31 đồng 95. Còn người cái gì, người gì, người lớn tuổi, người già đó, 65 tuổi trở lên là 28 đồng 95. We are $32, you $18. Trẻ em là như 18 đồng 95, 6 tới 17 tuổi 18 đồng 95. Yeah, it got family đó. To adult, to child. Chỗ này là bán vé. Không lời hết bao nhiêu tiền? Không lời hết hả? Ok, cộng cộng lại coi. 0 với 1 9 2 62 62 62 90 80 rẻ hơn chứ hả? Muốn tính rồi. 63.90 sen, ok. 63.9 cộng 18. Oh yeah. Yeah. Rẻ hơn. Yeah. Từng người mua vé vậy đó, mua vé xong là ra. Không chờ thuốc. Dạ, thôi không mua được. You need sunscreen or no? Yes, we did. Yeah. Okay. This is Yeah, that's the towel we go. Okay, I'll go wash it. Ella needed coffee. Doesn't Ella needed coffee? Gathering place was able to. Okay, I'll go wash it. Khi mới đi nhà vệ sinh xong bây giờ bắt đầu rồi,
hành trình nè các bạn. Đây. Rồi. Cái này nguyên cái island ở đây, Vancouver Island này xí. Đây là cái bản đồ nè, giống như đảo. Đảo. Mình ở đây. Vancouver Island. Thôi mình chạy xuống tới đây. Ok. Nốt, không phải, thôi mình chạy qua đây. Đi, ngồi đó. Victoria dưới kìa. Victoria Park, chỗ cái gì island vậy, như gần gần ở đây nè. Ok. Khu du lịch hả? Mình không có thời gian rồi. Ok đi. Ai cũng đợi thôi, phải lợi sớm. Đúng rồi, nó đóng 5 giờ. Cái gỗ nó trẻ và bự với sợ luôn kìa. Trời, nó làm giống như con này nó bụng á. Ờ hả. Nè, là miếng gỗ mình nói nè các bạn. Trái nó sồi. Giống rồi. Ừ. Trái nó sồi. Bình đai trái cũng y chang vậy đó. Trời ơi, trên kia kìa. Ý cho làm cái mặt giống như cái con gì luôn á. Con chó. Ờ. Đó, nó khớp với con chó luôn. Wow. Đây, để chiếu gần nè nha. Ừ, nó làm như con chó luôn. Ơ, con chó là con beo vậy. Chắc con beo chứ dễ gì trong đây có con chó. Thấy không? Thấy được không các bạn? Thấy mờ mờ quá. Đi tiếp nha. Đây là phía bên tay trái mình nè. Đó. Đàn ông mà sách giỏ. Chào đâu. Sách giỏ lẽ cái nước thôi. Ồ, đây nước hả? Ở đây có nữa nè. Con mèo đây nè. Con mèo cái gì vậy? Cú gờ hay gì? Nè các bạn thấy đây con gì nói đi. Tôi không biết mà nó bằng nó làm bằng gỗ phải không? Giờ nó làm bằng gỗ rồi nó sơn cái bóng bóng lên. Ừ. Nó đẻo á. Giống ba của Astronauts. Ừ. Ở kế bên nhà mình. Ok. Con mèo nó tên là Astro. Ok, bây giờ mình chuẩn bị đi qua cái cầu nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị đưa vé cho người ta xét. Rồi mình mới được đi qua. Okay. So this one, buddy. Yeah. Have fun, you guys. Enjoy. Can we have one of this? Oh yes. I'm sorry. Just want to know what is this? Yeah. Thanks to watch out for. Yeah. Yeah. Oh, cái đó cái gì đó? Cougar. Oh, đây nè nè nè. Để giải thích. Cái con đó con cougar. Con cougar. Dạ. Nó kêu watch out for cool. Ở đây có bèo. Ôi. Chưa cẩn thận nữa nha. There's a scavenger. Ê rồi sao? I'm not interested. Mình sao? Trời ơi trời. Đi đâu với đông đông với người ta. Có người ta làm gì mình làm theo. Có giờ đánh lộn với nó thôi. Chứ không sao một rồi nó chết. Nó chết. Ôi, coi cái cây giống cái đầu. Giống cái đầu. Trời, giống như người vậy đó kìa. Ồ, giống người quá hả? Nó kêu watch out nữa nè, ok. Montalus. Nó kêu bằng cái gì Sasquatch Montalus nè, mọi người vậy đó. Mẹ nó bắt ăn luôn á. Ghê quá. Wildlife mà. Cougar bird nè. Hear the bird sing. Rừng nào tiên tôi mới thấy. Ở trong này là rừng không đó. Trời ơi kìa, trên cây kìa có con áo ồ quá. Mình chim cứu mèo các bạn. Nó chim bớt xinh. Ồ, ok nè, đây. Đây nè. Đó, bây giờ mình đang đi trên cây cầu. Mình ở dưới nè. Rồi, thôi không dám nhìn xuống nữa. Chắc không sao ha. Sao trời, nó mơ vậy đâu có sao đâu. Maybe ở dưới đó có mấy con cougar. Maybe ở dưới đó nó can be cái đó người ta hiking. Ê, nó đóng rồi vậy. Trời, cái này ở gần mà. Qua là gần chứ sao you can expect see mấy mình con đi cái gì đó. Suspension Bridge ở Vancouver. Trời, trong đó
cái khí hậu nó moist. Mới đọc cái article tỉnh của mình á. Có một người bị con, có nhỏ đó bị con bê cắn chết. Chết bà hả? Ừ, mu chết. Đây qua, tan qua, tan lợi, tan tới chết luôn. Thành hả? Bây giờ đi kiếm con bê nó xử nó. Đi kiếm con bê nó xử. Một mạng lời một mạng nè. Dạ. Nó mà giết người là kia sao? Nó bắt con bê đó, DNA đó. Chừng nữa nó thấy đường đó, match nhỏ này đó, biết không? Dạ. Kiếm sao con bê này phải chết. Nào mới là gì? Mới tin luôn nè. This year, wood is natural. Wood is natural surface. No, this is new. Mới mở. Cái này mới mở mà như. Look at the wood is new. Thì mình đi là August. Just opened this year. 2020. That's why you see the wood is new. 2020, 21. I think 20, I don't know, 20 or 21. No, no, năm nay năm mấy? 21. Trời ơi, coi đây. Cái lá cái cây này quá chứ bự luôn. It won't be supposed to come to you ở đây, biết không? Tại vì người ta có con đó vậy đó. Dạ. Hiện chi người ta mới đẻo cái hình để cho mình coi. Ta làm cao lên, nó cho mình walk với. Dạ. Quá rồi, biết không? Thì khi mình đi ở trên cây cầu này nó cao hơn dưới ở phía dưới. Không biết là bao nhiêu mét nhưng mà cao lắm. Yep. Đó các bạn thấy không? Cao gần bằng cái ngọn núi bên kia luôn. Họ làm thật là cao lên. Mấy con người cũng đi về. Dạ, thú. Từ từ đi vậy đó. I know. Bobo is nice. I can hold it for you later. Okay. In the purple bag. Nhưng mà nó dưới là kêu sao mẹ. Còn cái này một con mấy con bay ở mấy con bé để nó không có gì nó nói khu cửa thì có con bay không? Khu cửa đâu có bay không? Ừ, con bay không? Không cho qua bên kia. Bên kia chưa xong nè, bên đây nè, nó đóng bên đây nè các bạn. Cái theo vậy, cái này mới mà cái này biết bao nhiêu tiền. Thôi cái gỗ người chót nhiều. Người tính 32 đồng. Ừ, vốn mạnh. Đó, cái thân nó màu đỏ. I just heard, okay. The way they built, look at that. Yeah, it must take a lot of construction. Yep. Thôi, đây có cái gì nữa nè. Cái gì mà cái chân à? Chụp hình. No wifi, no problem. Cái gì mà cái chân nha. Cái gì? Okay. That is damn high. Hobby last year is that you can't go in here, everything is locked down. So this year is open. You can cut down here, it's in the sea. Yeah. Those are branches? Yeah. Oh, you see that skywalk over there? Oh, sắp tới rồi. Xem cái video. Cái ông đó nó đứng, nó để cái bét đồ ăn ở ngoài sau lưng nó đứng nó làm cái gì ở bên cái có bịch á. Xong be nó lại nó nhẹ nhẹ. Nó giật cái bét đó nó đi.
Ba bê nó dễ, nó dễ mang lắm nha. Bê kia sao mấy ngàn. That's why they say you do not feel well. Look at all the construction here, Joe. It's new wood. Actually, cao lắm, phải không? Cao. Because you can't see through it. If you see it, you will be peeing your pants again. This was to eat first. Sắp tới rồi. Đổ mồ hôi vậy đó. Đổ mồ hôi chưa? Gần tới rồi, gần tới rồi. What the apple is? Trời ơi, có mấy cái cây và cái thân của nó. Okay. This is what apple is. Nó chóc cái da nè đó. Nó láng như sợ luôn. Oh, look at that. You're gonna slide down. See it? Mm-hmm. Spiral. Yeah, it is. Spiral slide. Mm-hmm. Now you're gonna hold your cổ phô and slide down. Mm-hmm. Nè, tới nè các bạn ơi. Tới rồi, nè chỗ này nè. Hình như năm nay nó mới mở đấy. Bởi vì năm nay đi đảo của trò nhiều người lắm phải không? Khách sạn ở đây hết rồi. Dạ, yeah, không có hotel ở luôn á. Có, một ngày sắp 500 tới 1000 đồng. Mm-hmm. Ai mở nổi? Ngày thôi, một đêm thôi. Oh, look at that. They're learning. Nó kêu spiral là vòng. Rồi có cái ống cho tuột xuống. Okay. Hey folks, how are you? Oh, good. Good. So we just started a lineup for the mats to come back. Okay. And you need the mats if you want to ride the slide. Okay. You can choose to wait in line right now, or you could go up, enjoy the view, the top deck, and then come down. And if you still want to ride the slide, you can see how we're doing for mats then. Okay. So you choose. You can wait now, or you can go and enjoy nature and everything else, and then come back. Okay. Come back here. Yeah. Totally. Okay. This is the lineup where it's going to be right here. Okay. Oh. I can stay here, wait for the mat. Or what do you want to do? Wait all day. Huh? You want a mat? You have to line up here. Mm-hmm. Mat. I wait. Okay. Oh wow, you want to slide or not? I wait. Yeah. Trời, cái khúc ở trên đó đó, cái khúc trên đó mới là sợ đó, thấy không? Thấy người ta đi không? Không có lâu, có thể. Mở chừng mắt. Hello. Có nhất, có nhìn cho lại xem. Alright, there you go. Enjoy, guys.
Hey, just one? Yes. There you are. Thank Enjoy. You. Yeah. Oh. Do you like a map? Hello, come on. Four? Đang đợi. Phải đợi tại vì mình đi lên trên trước trên cao xong rồi á là đi cái slide này nè, xuống bằng cái ống bằng metal đó. Rồi đi xuống. Mà mình chỉ lấy một cái là nè bỏ vô giỏ hay là muốn bỏ túi bỏ túi đi mà mày dám không no cho cô mẹ nó sợ cho nó đừng có tụi này nó phá yeah you will be fine. And then you can go up more. You want to do your first slide first? There's only one slide. I'm not carrying it here. No, that one is in it. Higher and higher now. Mommy, what's up? No? Oh. I don't know what certain height mommy's afraid of. What's such a height? Thanks, man. Lên từ từ mới biết cao thôi. Trời ơi, hơi mệt rồi đó. So you walk around and around.
này nè các bạn, nãy mình lấy cái mask cho con mình nó slide xuống. Line up chứ. 5 tuổi mới được slide. Xuống rồi, đi rồi. Nhanh hả? Chứ tới qua mấy đẹp mấy sắc kinh là xuống rồi. Phải sắc kinh. Ok. Là tuột lẽ chưa có 5 giây rồi. Trời xếp hàng muốn chết luôn, lên cái kia cho 5 phút. Xuống ra có 5 giây. Lên nhanh 5 phút đi. Giờ khi giờ đợi nó lên. À đợi nó lên rồi mình lên dính chơi. À chỗ này đó. Chiếu chưa? Chiếu rồi. Ở trên đó là chỗ cao nhất. Rồi mấy con ở cái sàn. Yeah, this is my building. This is the wood. It's brand new. Mới tinh. Mới tinh nè. Dưới từ từ cái wood rồi nó mới bay màu thôi. Mà mới gỗ trầu đẹp thế thôi. Anh cũng sợ đâu chứ. Chả mát rồi. Chả mát rồi. Ủa nó không lấy lên, nó đi thêm lần nữa nó phải lấy lên. Thôi lên lên trước chứ đã. Sao không có từ từ. Mà coi nó thích không nó nói. Nó nói mà muốn memorize. Nó nói let's see. Thank you.